Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Tô Tranh của mình. Hôm nay cùng mình tô bức tranh con heo này và nồi chư của cho hoàn chỉnh nhé. Cùng xem mình tô như thế nào. Con heo này mình sẽ tô màu hồng. Em gái Doraemon chưa có bản nghe nha. Và nuôi chư của màu đen cho mình nhé. Chơi chân con heo mình sẽ tô màu sáng. Tô phông trên con lợn mình sẽ tô màu xanh nước biển. Em bảo là đỉnh khi nào ôm Coca đi xuống ôn trường Bắc 2 để xem pháo hoa mà nó bắn khuya quá. 23 giờ nó mới ra bắn. Mà thấy xuống có pháo hoa quá. Thật bọn trẻ con nó ấy cái
Vừa rồi mình đã hoàn thành xong bức tranh con lợn này. Cảm ơn mọi người đã xem clip của mình. Hẹn tạm biệt mọi người vào những video tiếp theo của mình nhé.